Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đặt tiêu đề bài viết bằng cách kết hợp nhiều từ khóa lại với nhau. Đầu tiên các bạn vào công cụ Google AdWords. Mình sẽ đăng nhập bằng một cái tài khoản Gmail ha. Các bạn sẽ sử dụng công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google Ads để mình tìm những cái từ khóa có lượng tìm kiếm cao. Mình sẽ nhấp vào tìm từ khóa ha. Và ở đây mình sẽ nhập từ khóa chính vào. Sau đó các bạn nhấn vào nút bắt đầu. Thì Google Ads sẽ gợi ý cho bạn rất nhiều từ khóa bên dưới ha. Và mình sẽ nhấp vào số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng để sắp xếp lại từ cao cho đến thấp ha. Đầu tiên mình sẽ copy cái từ khóa đầu tiên và dán vào notepad ha. Và đây mình chạy từ khóa chính là học thiết kế website. Tiếp theo các bạn sẽ copy cái từ khóa thứ hai, nó có phần chung là thiết kế website, mình chỉ lấy phần chuyên nghiệp này ha, và mình dán tiếp theo đó. Rồi đến từ khóa thứ ba, nếu mà các bạn làm dịch vụ ở Nha Trang thì mình sẽ copy cái từ khóa địa phương này ha. Ok đó, nếu mà mình làm loại hình là công ty thì mình sẽ lấy thêm cái từ công ty này đưa vào tiêu đề đó. Ok rồi, mình sẽ kéo xuống ở đây có cái từ khóa là bất động sản. Đây là một ngành hot ha. Các bạn sẽ copy và mình đưa vào tiêu đề bài viết. Đó. Tiếp theo mình sẽ lấy cái từ chuẩn SEO này copy và dán tiếp vào phần tiêu đề ha. Đó, khi mà cái tiêu đề của bạn nó dài dài cái này là ok. Sau đó các bạn sẽ copy cái tiêu đề này, mình kiểm tra xem nó đã đến mức là 70 ký tự chưa ha. Các bạn copy và mình sẽ mở Excel lên. Mình sẽ dùng hàm len của Excel để kiểm tra độ dài số ký tự của cái từ khóa này ha. Các bạn gõ bằng len mở ngoặc ra A1 và đóng ngoặc lại ha. Đó, thì ở đây nó mới có 57 ký tự thôi. Mình sẽ thêm vào là thêm một cái từ là miễn phí nữa ha. Đó, từ 66 ký tự. Ok, nếu mà mình thêm chữ Hồ Chí Minh vào nữa là ok luôn. Đó, vừa đạt đến mức là 70 ký tự ha. Đó, thì mình sẽ đặt cái tiêu đề bài viết này. Sau đó mình sẽ viết một cái bài chia sẻ về thiết kế website bất động sản thật là dài, thật là chi tiết để mình làm SEO cho cái từ khóa này ha. Và cái tiêu đề này nó sẽ bao gồm rất là nhiều từ khóa mà các bạn cần làm SEO, trong đó có từ học thiết kế website, thiết kế website bất động sản, thiết kế website chuyên nghiệp, thiết kế website chuẩn SEO, thiết kế website miễn phí, thiết kế website Hồ Chí Minh ha. Ok rồi, đây là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.